là lung linh, quá là dễ thương đi. Cảm ơn phần trình diễn của Super Ten của chúng ta. Em phát hiện ra một điều, rằng ngoài Phước An ra, tất cả các chàng trai của mùa thứ tư đều rất ghét nhảy. Và cái người mà ghét nhảy nhất là người màu xanh lá cây. Mình thôi, con ơi, đến bữa nay con vẫn chưa thấy thích nhảy phải không con? Dạ vâng. Nhưng mà lúc tập nhảy với nhau có vui không con? Dạ, lúc đó thì vui hơn đựng xíu con. Rất là thành thật luôn. Ba cô tiên cá trong cái con sò cũng dễ thương. Dạ. Mở ra nhảy rất là đều. Đây, hình như bạn này là con là con của ba Hữu Phước đúng không? Dạ. Đó, con trai đeo mắt kiến ơi, sao bữa nay chú thấy con buồn quá vậy? Dạ, không buồn mà. Không có buồn hả? Dạ. Chứ sao gương mặt con không vui vậy? Con không biết. Không biết nữa hả? Mà con có thích cái bài nhảy này chưa? Dạ rồi. Thích rồi hả? Dạ. Và ở đây có một mầm non có thể sẽ là đồng nghiệp của anh em chúng ta trong một ngày thật gần. Ai vậy anh? Cái bạn mà xanh lá cây đậm đó. Con nói lời chào với chú Thành đi con, Minh. Con xin chào chú Trấn Thành. Và con xin chào chú Đại Nghĩa và chú Harry Won. Mặc đồ đẹp đẽ cho rồi kêu chú. Bận đầm công chúa mà vẫn vẫn được gọi bằng chú. Trời ơi, sao trời. Lại kêu là chú Harry vậy trời?